Mọi người nhé, mọi người phải được dầu nó giòn quá chất lượng. Coi chào mọi người nhé, Hà Coi đang sang nhà em Đức mọi người ạ, sang nhà em Đức đây, em Đức. Ở mình đồ đoàn cũng đầy đủ ghê, phòng ngủ cũng mấy phòng ngủ luôn. Bây giờ thì Hà sang nhà em Đức chơi mọi người. Thì hai anh em vừa rồi thì Hà vừa mới hai anh em đi mua ít đồ linh tinh về nấu, có mỗi hai anh em thôi mọi người, không có ai nữa. Đức em bỏ ở đây, Đức ơi, em bỏ hết ra đây là được. Đây toàn hải sản thôi, mỗi thứ một tí mọi người. Đây là chuột trứng đông lạnh, nhưng mà con tôm tích về mọi người, cái tôm là con đang bọc thành tách luôn. Và thôi, có hai anh em thì mua cái gì mà chỉ cần đột cái là lên ăn được luôn đấy. Tôm tích đây, nó sống bỏ ra đây mình rửa qua cái không cần ép ra, anh em mình hấp luộc thôi. Nhưng mà cái này thì chắc là phải nhờ anh chế biến tí. Chế biến gì đâu, cho vào hấp là xong. Mỗi cái này bây giờ mình phải dặn đông này. Ăn tôm này. Tôm nó sống như mọi người này. Bây giờ cứ dặn đông nhỉ. Dặn đông cái con này thôi. Không biết cái nắp này là đây à? À, có cái mở ra. Mở cái này. Mình cho xả vào hấp thôi. Xong anh em mình đơn giản để tôm về với cả chuộc, còn thêm mớ rau này nữa anh em cũng luộc nốt, chấm nước mắm gừng xong. Em về bán đảo Đình Đàm đấy, là quay qua cho mọi người nhé. Đây, nhà em Đức đây, thoáng lắm mọi người, thoáng lắm. Này ra đây cái là mọi người đã nhìn thấy quán đảo Đình Đàm này, cây xanh rất là nhiều, cây xanh luôn, yên bình nữa, rất yên bình luôn mọi người. Đấy, ở một mình như này là gọn gàng sạch sẽ rồi mọi người nhỉ. Chung cư này là chung cư cũng đời đầu đấy mọi người, nên là bố trí mọi cái cũng không được thông minh như chung cư ở bây giờ. Thôi chỉ cần bật xả đi cái là chiếm cái nồi nữa, anh em mình luộc là xong thôi. Rồi Đức em cứ đập xả này dập ra để em vò ấy, để đập dập đi để lót ở dưới thôi là xong nè. Mấy cái hải sản này em cho bề này đi, còn dứa nước biển sạch, sạch hơn cả nước nhà mình nữa. Rồi nó còn ngủ ngồi cái uôi nắp đâu các em đầy nắp đi, chung một chiến hào luôn nhá. Xong em có hạt nêm không? Có. Đấy, em đây, cái đây thì vùng rồi đấy. Đập đây. Cho tí hạt nêm mà. Cho em cho thìa nửa thìa hạt nêm. Không em cứ ăn chừng thôi. Rồi xong rồi. Bia cũng được mà nước cũng được, chẳng cần bia đâu. Cho tí thôi, không cần cho nhiều đâu. Đây, đổ đây. Bỏng tình quá. Rồi, xong thôi, từ từ. Rồi. Xong. Em thấy cái gì cũng kê đây, thớt được. Này, thớt này.
sóng. Thế là xong mọi người. Còn con này nữa, tí nữa mình chấm cái nồi nữa cho vào y chang như thế là xong. Còn cột này nữa. Đấy, anh em thì đơn giản thế thôi mọi người. Tranh thủ làm tí nước chấm mọi người. Không có mù tạt thì em nước phải đi mua. Ngại phết đấy. Cái này bây giờ giã đông phát là cho vào hấp mới là xong nha mọi người. Hấp mới là xong thôi. Còn rửa thêm mình có muốn bọn này chắc tèo rồi. Bọn này nó cũng nhanh tèo mà. Rất là đang rửa rau mọi người. Đang rất là rửa rau nhưng mà chuột. Nói chung là anh em cũng chẳng có cái gì đâu. Xong rồi đấy. Rất là đơn giản. Chỉ tí nữa là chín không? À, 2 phút nữa đi. Đấy rồi sau bật nước luộc luôn. Đấy cả cột thôi. Cột em lấy cái gì mà cắt hẳn ra. Em nó nhanh. Cắt hẳn ra. Độc thân là nên thế là ít nấu nướng mọi người. Ít nấu nướng. Tăng một lúc nó tăng. Được, ok. Mời Hà tâm đây qua làm cùng em Đức luôn nhé. Thực ra người ăn rồi. Em xong rồi đấy mọi người. Rất là đơn giản thôi. Luộc hết. Rau luộc này. Rau luộc có cả nước xấu này mọi người. Rau muống luộc này. Hải sản tập cẩm này. Xong là tuy không có tinh bột nhưng mà vẫn có bánh đa mọi người. Đấy, bánh đa này gọi là tinh bột rồi. Có rau, có thịt, có tinh bột rồi. Yên tâm, lạc nữa chứ. Lạc nữa. Đặc biệt là nhà em Đức có cái xì dầu này. Hà nghiện luôn cái xì dầu này. Nhà Hà lúc nào cũng phải có chai này để Hà chấm rau muống luộc. Rất thích luôn. Xì dầu của Trung Quốc mọi người. Nó ngày xưa Hà cũng nhớ là cái thời gian đầu mà khi mà xì dầu xâm nhập vào Việt Nam mình ấy, hồi mà Hà còn bé bé ấy, được ăn cái xì dầu ngon lắm. Bây giờ thời gian gần đây thì biến tướng nhiều, thì Hà đã tìm lại được cái vị ngày xưa đó, là chính là cái xì dầu Trung Quốc ấy. Chắc là mọi người cũng hay dùng đúng không? Ăn hay lắm. Cái này mà chấm với rau muống, chấm với rau muống mọi người, nhất là xì dầu nó rất đặc, đen kít luôn. Cái này chấm với rau muống ăn cơm, cùng thêm tí thịt kho nữa xong. Hoặc là trứng tráng, trứng ốp bếp ấy, chấm xì dầu này ngon kỳ luôn. Rồi thèm thế. Ăn bụng trước nhá, mời mọi người nhá. Ăn bụng em, dầu em Đức. Nhìn rau thèm quá. Mọi người này, chấm ngon kỳ luôn. Xem video này cũng giới thiệu mọi người Đức vẫn đang độc thân nhé, còn chưa có người yêu luôn. Thế mà nhà cửa gọn gàng này mọi người, nhà cửa rất gọn gàng sạch sẽ. Ba ngủ nha mọi người nhé, nên là thoải mái luôn. Ai wasabi cho thêm tí vào đây để chấm hải sản. Thế nên là em ít khi mà về nhà ăn lắm. Mày hôm nay mãi em mời được anh về đấy. Vì về là không biết chuẩn bị cái gì cả, nên toàn là chỉ có hấp với luộc thôi. Anh em mình ở tới thì hải sản nếu mà ngồi uống bia lai rai hải sản vang thôi. Bây giờ ít nhất là về nhà thì chủ nhà phải tiếp đón, phải là nấu nướng món này món khác. Nhưng mà thực ra xào đầu nấu em, xào đầu nấu cũng được, nhưng mà đôi lúc có khi chỉ cần hải sản cũng thì đơn giản thế này là ăn cũng ok rồi mọi người ạ. Rất là hại mời mọi người. Hôm nay mới tiêu chanh nhé mọi người. Quả chanh nó hỏng, nó hơi đắng đắng. Các để lâu rồi đúng không? Mình độc thân nó khổ rồi đấy anh ạ. Mùa dịch này cũng chả biết làm gì cho hết ngày, cứ lang thang đến đi ăn từng nhà một.
giới thiệu nhà bạn Cương rồi này, giới thiệu nhà quán em Sức rồi này, rồi quê Hà này, giới thiệu đó kia. Hôm nay thì mọi người cũng xem clip nhiều, hôm nay là biết nhà em Đức nữa nhá. Anh em mình được nhé. Anh em mình coi nhá, Đức thử nào, khách sạn nào. Em nhìn là hấp dẫn rồi nhỉ, tôm này, bề bề này. Còn thử còn gì nữa, em cứ ăn thử trước đi nữa. Em cứ chơi con này đi. Con này, tuột luôn. Tuột luôn. Em ăn thử chấm đây, hai loại nước chấm, thử chấm xì dầu này được. Lâu lắm rồi em ăn lại bị tuột đấy. Tuột là tuột trứng em ạ, em nhìn thấy bên trong có trứng đấy nhá. Cái tụt này trong con trứng con này bị vỡ ra mọi người. À không phải. Đây, trứng nó đây. Hôm nay Hà nhìn thấy có con mini kìa. Thử con mini cho mọi người. Như đây. Con nhỏ nhỏ. Đây, mọi người. Căng đét này. Căng như quả trứng gà luôn này. Ui, không nắn được luôn. Cầm tay luôn mọi người nhé. Mọi người mở link đàm mà ăn cái địa chỉ với em. Để chỉ chỗ hải sản này thì hôm nào để bí mật, hôm nào ta quay luôn quán đấy cho mọi người xem. Hải sản rất rẻ và ngon, rất rẻ và ngon, còn tươi nên như quả trứng gà luôn, tuộc trứng đấy mà. Mời mọi người nhá, ăn hôm nay hơi vã. Thế nào em, ngon quá, tuộc thì ngon nhỉ. Anh luộc nên anh đã biết là ngon rồi. Bởi vì sao? Bởi vì nó trứng nó căng lắm mọi người. Đây Hà sẽ cắn thử mọi người nhé. Căng trứng mọi người. Đấy, trứng lắm. Căng như quả trứng gà không? Béo. Trứng này. Trứng nó béo không? Nhờ. Béo vậy quá, để em chấm nốt miếng này, chấm tí phụ tạt nữa. Công nhận anh bảo cái xì dầu này ngon thật đấy. Dầu ngon nhỉ? Em thử nhá, bây giờ em thử ăn miếng rau muống này. Em chấm với cái xì dầu này này, chấm từng có từng con bay nước phụ tạt này, chấm nguyên chất. Chấm nguyên chất. Em chấm với cái này. Anh dọc lục rau muống và xanh lè này. Xanh quá. Nhờ, ngon nhỉ? Ngon. Thường thì em nó muốn em chấm nước mắm thôi. Nhưng mà lần đầu em chấm mù tạt xì dầu. Xì dầu ấy. Nó hợp nhau mà. Ngon lắm. Rồi. Bắt chuột rồi. Giảm mọi người, anh em mua tổng trứng này là hết 300.000, 300.000 mà 300.000, cả tôm phải phải về mà mỗi mạch tôm là phải cấp tâm rồi là sống hết, sống một tươi. Đây, mời mọi người nhé, mời mọi người bạch tuộc. Dầu nó giòn lắm, quá chất lượng toàn bạch tuộc này. Ngon mọi người. Đây, chấm với ăn muối ạ. Phải rồi. Về luôn. Đây được mọi người. Cậu bánh đà. Ăn tôm bằng nhầm. Không tích nữa. Đấy. Lạc à? Lạc phải có lạc đấy. Bây giờ là phải có lạc rồi. Bánh đà. Còn nhiều món quá. Anh em quên không uống bia. Thì nãy còn phải ăn quá. Ăn rau sướng nhỉ. Ê, làm tí rau nó mát ruột này. Uống bia nó mát. Mời mọi người nhá. Đã. Anh Hà này, hãy sang nhà em nhé, chế biến thêm cho một vài món nữa. Ok.
Thực ra mọi người, em Đức với Hà ấy, thì cùng cộng tác với nhau làm về PC Food cho mọi người. Nên anh em gặp nhau suốt ngày mà. Nhưng mà gặp nhau ở quán OKMG thì ngày nào cũng gặp mà. Có ngày nào ngày không gặp đâu. Vẫn rất ngon các bạn. Đức có tôm nào? Tôm hay em về. Anh kiểu nhằn nhằn, kiểu trên biển ấy, đi tàu ấy vớt được tôm ấy, cẳng tịch luôn với em, rất là ngọt vì tôm tươi mà. Ngọt thật anh ạ. Em hay thích chấm đậm. Đậm đậm một tí. Tôm này người ta gọi là tôm tẻ mọi người. Tôm nó không đắt như tôm sú đâu, nó bình dân. Nhưng mà luộc rất ăn được. Tôm này mọi người mua về kiểu luộc đơn giản này cho bọn trẻ con ăn này. Đấy, ngồi nó bóc ăn. Ăn tôm chắc được hết. Chất lượng ngon anh ạ. Hay anh em mình tranh thủ kinh doanh thêm ống tôm này nhỉ. Người nhà mình nuôi tôm này mà. À, nhất có người nhà nuôi tôm nhiều lắm. Thử cái bề bề. Bề thì không được to lắm đâu mọi người. Bề bề thì Hà đánh giá là nó là tổng loại mà hơi bé bé một tí. Nói thật mọi người là hơi bé. Rồi cái size là gọi là dưới trung bình một tí. Không hẳn là bé quá bé nhưng mà thịt rất là chắc. Thịt thì chắc rồi. Thịt mà chắc mà thậm chí là tí nữa em ăn còn rất là ngon. Bề bề này. Em thích nhất là tươi. Đúng rồi, tươi. Bơi. Thậm chí nếu như mà cho chọn con dương giống bề bề này, nếu như mà ngất là người ta phải hấp qua cái bỏ tủ lạnh được. Không thì mất nước luôn. Thì em phải vào lấy kéo. Em vào. Đây. Chả cần kéo đâu. Đây. Em cứ chấm ngọc này. Đây, mời mọi người nhá. Ngon quá. Ăn bề bề kết hợp với nước chấm của anh làm nó thịt đã thật đấy. Chấm muối tiêu xanh, muối tiêu chanh thôi mà. À, bỏ tay thì bỏ tay. Không, nhưng mà em bóc cho anh con. À không đây, em cầm lấy quay luôn. Hà coi mời mọi người nhé. Hà không cần kéo luôn. Ăn này đã mọi người. Mình cứ tưởng tượng mình đang ở trên thuyền đi. Đang lênh đênh giữa biển đi. Ăn hải sản tươi sống đi. Mộng mơ đi. Sướng. Bây giờ này nó nguy hiểm nhất là hai cái chân sau này. Mấy lần đi chảy máu với nó. Lúc nó còn sống ấy, con mấy con to ấy, mình húng qua mình bắt nó luôn. Nhìn sướng quá mấy đợt mà mua được con bề bề chúa ấy. Húng quá. Đây nhiều thịt này mọi người. Quá nhiều thịt luôn. Chấm kiểu này đi. Ăn kiểu đúng kiểu dân tiết kiệm đi. Nhằn 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 nhằn. Tuy bé nhưng mà thịt cực kỳ là ngọt và chắc lắm. Ngon. Thử con tôm nữa. Ăn thì được sướng này. Anh hải sản nó ngọt. Em quay không có thời gian để có hai tay để bóc. Thôi em Đức cầm hộ. Không. Nhìn anh Hà bảo bóc tôm sạch quá. Ngập mồm thôi. Ăn ngọt lắm mọi người.
Nó rất là ngọt, nó đắp một cổ này. Ngọt như của mình cho mì chính ấy. Cái tiếng ăn nó chóp chắc, nó không tránh được mọi người. Mặc dù mình nhai chung chín nhá, nhưng thì mở một cái thế bởi vì mọi người người mà đang ngồi trực tiếp với nhau thì không nghe thấy đâu, nhưng cái tiếng âm thanh của mic mà bắt từ máy quay ấy, mọi người không tin mọi người lấy điện thoại ra quay thử lúc mọi người đang ăn, tí mọi người xem lại nó sẽ là như thế luôn. À, làm những rau muống mọi người thông cảm nhé. Đã lắm. Tay luôn. Có ai nghe mọi người thông cảm, hơi vội vã thì ngập mồm này, chập ngập thì dầu luôn. Mát rồi thật. Cho mọi người nhìn cái con này đẹp. Mình nó như một quả trứng gà luôn, bóp không bóp được luôn. Đấy, Hà bóc ra cho mọi người xem toàn trứng là trứng không? Đấy, trứng ơi. Đã thôi rồi. Con này mà lúc mà nó còn sống còn tươi ấy mọi người. Xong là mình hấp lá ổi. Hấp lá ổi. Chấm muối không được. Ở biển chấm muối không được. Là ok. Người anh em thì cũng vẫn còn nhiều đồ lắm. Ngồi tâm sự vợ con với ông Đức này mọi người ạ. Thì gói của xin phép kết thúc video ở đây nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi video của Hà. Hãy ấn đăng ký kênh của Hà ủng hộ Hà nha. Xin chào mọi người video tiếp theo.